7 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt gần 4 triệu tấn và đạt giá trị 2 tỷ đô la Mỹ. Còn khối lượng gạo xuất khẩu giảm khoảng 1,5% so với cùng kỳ, nhưng giá trị thu về tăng khoảng 11%. Đây là số liệu vừa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đưa ra. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thời điểm hiện tại Việt Nam đã vươn lên là nước có sản lượng và giá trị xuất khẩu gạo cao thứ hai trên thế giới trong bối cảnh chống đại dịch COVID-19 toàn cầu. Tính đến ngày 20 tháng 7, các địa phương đã xuống giống được 317,1 nghìn ha, tăng 0,4% so với cùng kỳ. Do vụ đông xuân và một phần vụ hè thu kết thúc sớm, thị trường lúa gạo đang có tín hiệu tốt. Bộ đã chỉ đạo các địa phương chủ động tăng diện tích lên 800.000 đến 820.000 ha. Như vậy, so với năm 2019 sẽ tăng từ 80.000 đến 100.000 ha. Do đó, thị trường lúa gạo từ giờ đến cuối năm dự báo có nhiều thuận lợi. Thống kê trong tháng 7, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 22,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 2,8% so với cùng kỳ, nhưng thặng dư rất lớn tới 5,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 3,8% so với cùng kỳ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định nếu không có biến động lớn của tình hình thế giới, khả năng cao ngành đạt được kế hoạch xuất khẩu trên 40 tỷ đô la Mỹ.